TV càng to, giảm giá càng lớn. Chọn ngày 3 mẫu TV 4K dưới đây để thưởng thức SEA Games cực đã. Số 1, chiếc TV 4K 65 inch 65 AU7000 đến từ Samsung đã được MediaMarkt giảm 40%, giá chỉ còn 15.490.000 đồng. Màu sắc trên TV Samsung sống động rực rỡ, giải màu sắc lớn cải thiện độ sáng vượt trội, khung hình rõ nét, chuyển động mượt mà, đồng bộ giữa TV và loa thanh mang đến âm thanh tuyệt vời. Số 2, chiếc TV 4K 70 inch 70UP 7800 PTB đến từ LG đã được MediaMarkt giảm 39%, giá chỉ còn 21.990.000 đồng. Độ phân giải cực cao, điều khiển bằng giọng nói dễ dàng với trợ lý Google và Alexa, trải nghiệm thể thao cảm giác mạnh nhờ âm thanh vòm chân thực Bluetooth Surround Ready. Với Sport Alert, bạn sẽ luôn biết khi nào các đội yêu thích của bạn đang thi đấu. Số 3, chiếc TV 4K 75 inch 75P618 đến từ thương hiệu TCL hiện đang được MediaMarkt giảm 32%, giá chỉ còn 19.990.000 đồng. TV sàn giá cực mịn, hình ảnh hoàn hảo, màu sắc tự nhiên, vô vàn ứng dụng giải trí đặc sắc, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, cung cấp các dịch vụ thông minh đa nhiệm, có điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant. Không chỉ có mức giá giảm sâu, mua TV tại MediaMarkt bạn còn được tặng ngay nhiều ưu đãi khủng. Còn chờ gì nữa, hãy đến chốt đơn và mua ngay TV về nhà xem SEA Games thôi.